Thêm một mục sư bị kết án 10 năm tù vì thực hành quyền tự do tôn giáo. Tòa án Cộng sản tại tỉnh Gia Lai đã kết án mục sư Tin lành Kersor Ruk 10 năm tù giam về cáo buộc ngụy tạo phá hoại chính sách đoàn kết theo điều 116 của Bộ luật hình sự 2015. Theo báo Lệ Đảng thì ông Kersor Ruk bị bắt ngày 30 tháng 10 năm 2018 vì những hoạt động tái lập nhóm Phunro âm mưu thành lập nhà nước Dega ở cao nguyên Trung Phần. Tuy nhiên, thực chất thì ông chỉ lập nhóm sinh hoạt chung của những người theo đạo Tin lành để cùng cầu nguyện và thờ phượng Chúa. Cũng theo báo Lệ Đảng của tỉnh Gia Lai, lực lượng an ninh địa phương còn đang truy tìm Nay Phuan để trừng phạt vì cho rằng hai ông này cấu kết chặt chẽ với nhau để nhằm chống phá nhà nước. Ông Kersor Ruk đã từng bị án tù 6 năm vì cùng một tội danh về ông đã thụ án tù từ năm 2007 tới năm 2011. Chế độ Cộng sản toàn trị ở Việt Nam muốn kiểm soát tất cả các tôn giáo và niềm tin của người dân. Nhà cầm quyền ở các tỉnh thuộc cao nguyên Trung Phần không muốn dân bản địa cải đạo sang đạo Tin lành và tìm mọi cách ép họ bỏ đạo. Những ai không nghe đều bị sách nhiễu và đàn áp, như mục sư Tin lành thuộc nhóm chưa đăng ký, chưa ghi danh đã bị bắt với cáo buộc mơ hồ, phá hoại chính sách đoàn kết. Theo thống kê của Tổ chức Người bảo vệ nhân quyền thì hiện nay có 54 mục sư và dân thường thuộc nhóm người Thượng và người Hờ Mông đang thụ án tù từ 6 đến 20 năm vì tội danh trên.